Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Xích mít khi chụp ảnh cưới, chú rể tác thẳng vào đầu cô dâu, màn la vào cơm bát của cô gái trẻ đã khiến cho tất cả phải đứng hình. Trong hôn nhân, tình cảm, yêu thương và sự trân trọng là nền tảng ban đầu để cho hai con người có thể gắn bó tình yêu tình thương đưa họ đến tiến dần tới mối quan hệ vợ chồng chính điều đó khiến cho cặp đôi duy trì tình cảm hạnh phúc tuy nhiên có những tình huống khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rằng rồi cuộc hôn nhân đó sẽ đầy rẫy sóng gió chỉ cần vài biểu hiện thôi ai cũng nghĩ đến điều ấy mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh chụp ảnh cưới của một cặp đôi gây chú ý mạng xã hội theo đó họ diện những bộ màu sắc rực rỡ và bắt đầu chuyện chụp hình ban đầu mọi việc đều diễn ra thuận lợi cô dâu e ấp bên chú rể vậy nhưng sau đó không hiểu mâu thuẫn với nhau như thế nào mà cả hai xảy ra sự cự cãi có vẻ như bất đồng chuyện tạo dáng nên chú rể phê bình cô dâu sau đó cô dâu cãi lại thì bị chú rể đánh vào đầu và lệch cả tóc cô dâu không giữ được bình tĩnh ngay lập tức có đòn đáp trả cô lao đến đánh lại vào chồng với sự bực bội rõ rệt lúc ấy bất chấp việc có người trong studio chụp ảnh hay không hai vợ chồng đều ra tay với nhau tình cảm rất căng thẳng thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể diễn biến theo chiều hướng tiêu cực đến như vậy rõ ràng chuyện đi chụp ảnh cưới phải rất vui cả hai phải thoải mái tạo dáng và ghi lại những khoảnh khắc yêu thương đông đầy hạnh phúc của mình vậy mà cuối cùng họ lại thẳng tay đánh nhau và cãi cọ chỉ một hành động đánh vào đầu vợ của chú rể người ta đã phần nào mường tượng đến cuộc hôn nhân của họ về sau chưa cưới mà chú rể đã chẳng kiên dè và thoải mái đánh vợ như thói quen thì sau này tình cảnh nặng nề hơn họ sẽ giải quyết ra sao bạo lực chưa bao giờ là một cách để giải quyết vấn đề trong hôn nhân nếu như trước khi cưới phụ nữ phải đối mặt với người không kiên dè gì chuyện thưởng cẳng chân hạ cẳng tay với mình thì nên xem lại kỹ càng quyết định kết hôn